Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em có một con máy rửa bát Toshiba giá ngon bổ rẻ còn rất là đẹp phục vụ các bác. Một con máy rửa với nước nóng 80 độ C, 60 độ C. Rất là nhiều các chế độ chu trình rửa, thời gian sấy, các chế độ rửa, rất là nhiều chế độ rửa với báo đồng hồ đếm ngược thời gian rửa. Đấy. Toshiba DWS600C. Hình thức còn khá là long lanh. Bên lưng này cũng rất là đẹp, mặt mũi nói chung là ok đấy. Một con máy còn khá là đẹp các bác nhé. Có kính ở đây có thể nhìn được bên trong đấy, nhìn thấy nước đang phun ạ. Chế độ rửa rất là nhiều, chế độ rửa máy rất dễ sử dụng, tắt nguồn, bật nguồn, bắt đầu rửa, đếm ngược thời gian. Đây là các bảng chu trình, chế độ, các chế độ rửa. Chiếc này thì nó vẫn là cái dòng máy 6 bộ như là Panasonic hoặc Nationa thôi. Cao tầm khoảng 60 phân, rộng 55, dày 35. Đây, hiện tại máy đang rửa. Đây, xong rồi, đây ạ. Rửa với nước nóng 80 độ C nhé. Khay rửa thiết kế hai tay phun. Bọn này thì nó phun cùng một lúc luôn, chứ nó không phun lần lượt như các cái dòng Nationa. Các cái dàn phun đằng sau này các bạn này. Đấy, phun cùng một lúc luôn nhé. Cái này thì có thể mở lên mở xuống điều chỉnh cái vị trí xếp bát đũa này, một khay đây. Con máy Nationa còn khá là đẹp. Cái chiếc này em bán là 1.900.000 thôi coi nhá, giá bác rẻ như bèo. 1.900.000 có máy sửa bát rồi, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhá. Chào các bác.